Này cô Hoa, có bộ đất nhà cô giàu lắm này. Ê, cuộc tất cả cái cuộc giải cứu của thỏ này nói chung là rất nhiều người vất vả, mất ăn mất ngủ, rất nhiều cô chú anh chị vất vả lắm. Nhất là ba mẹ thỏ cũng vậy, anh em gia đình nhà thỏ cũng vậy, rất vất vả các bạn. Kể cả anh em mình cũng vậy, vất vả lắm. Vì muốn lấy lại công bằng, những danh dự cho gia đình cô chú. Vì gia đình cô chú hiện nay đang bị một đối tượng là tên là Phạm Thanh Hoa đang bôi nhọ danh dự. Tất cả các thông tin các trang mạng các bạn. Thì mình hy vọng là tới đây có đầy đủ bằng chứng thì sẽ cho cô Phạm Thanh Hoa đó, cho cô đi bóc lịch. Bằng chứng bây giờ đầy đủ rồi các bạn. Đó. Đây. Đây tất cả mọi người, gia đình cô chú này các bạn. Đó. Toàn lúa không ạ? Đây phải là nói là giải cứu con tim các bạn. Đó, chứ không phải là gọi là đây là giải đúng là một từ là giải cứu con tim. Đó. Vì đang bị cô Hoa cô giam giữ, giam lỏng. Đó. Cô nhằm mục đích chuộc lại, cô bê thỏ đi tất cả khắp địa phương, khắp các tỉnh thành để cô bêu xấu gia đình nhà thỏ các bạn. Vì vậy cho nên mình rất mong là cộng đồng cô chú anh chị ở tất cả các quốc gia trên thế giới hãy đứng lên để vạch trần bộ mặt của cô Phạm Thanh Hoa này để cô đỡ lừa. Vì hiện nay cô đang lừa rất nhiều người và hiện nay có bằng chứng cụ thể rồi. Bây giờ hiện nay toàn bộ đoàn xe và tất cả anh em cô chú các bạn và anh em tụi mình đang nghỉ một cây xăng để đổ xăng. Đó, đây vẫn là đang địa phận Quảng Ngãi chú. Đó, Quảng Ngãi dài lắm. Đó, em thỏ đang nằm đây. Ở địa phận cây xăng rồi đang thì đổ xăng đó. Cảm ơn anh nhá, nhìn thấy không? Có thích nhìn tới bộ xe này đang lại đồ mà đúng thật đây đang hai thỏ này. Hai hàng luôn, hai hàng luôn mà cắn được chưa? Hai hàng luôn ạ. Ừ. Tiền YouTube nè, tiền lừa đảo nè. Tiền cộng đồng mạng nè. Cổng ủy ban xã Thọ Bình các bạn. Đó, tất cả các đoàn xe, gia đình của cô chú, họ đang ở trong này hết rồi các bạn. Và mọi xe đang đứng đang chờ để xem cơ quan công an sẽ giải quyết những phương án tiếp theo như thế nào. Hy vọng là được truy tố cô Phạm Thanh Hoa này. Vì cô này giả mạo mà lừa đảo rất nhiều người, hiện nay lừa rất nhiều người các bạn. Còn rất nhiều bằng chứng cụ thể nhưng mà mình chưa thể lêu đây được. Thì có thể là trong những thời gian sắp tới hoặc nhờ những giờ, những phút sắp tới thì anh em như mình sẽ đưa những bằng chứng cụ thể để cho mọi người tâm phục, khẩu phục. Bởi vì hiện nay có rất nhiều, một số người có thể là chưa hiểu được cái câu chuyện đầu đuôi và tung hô cô Phạm Thanh Hoa là một con người tốt và một cô tiên đời thường. Và rất là trong khi đó thì có rất nhiều người hiện nay đang tưởng tượng, đang hình dung được cô ta yêu thỏ là tình yêu thật. Quen cái gì nữa, vợ chồng với nhau, quen gì nữa. Nhìn miệng, nhìn miệng biết à? Nhìn miệng biết à? Cái đứa không nhìn khẩu miệng mà. Nhìn miệng thôi. Với người ta chưa bị nhỏ, biết thôi. Ngày mai, em nói ngày mai đây, em nói tại sao mà con lên con nói về ba má? Cái chuyện đó sao đi? Thì nó, em nói là sau đó. Mình đừng dồn nhiều quá chú ạ. Không, nó đâu nghe đâu mà. Ý em nói vậy thôi. Nhưng mà nó không nghe. Bố mẹ bao giờ mình xa xứ cho con. Chỉ sợ con là bỏ bố mẹ thôi chứ mà khóc quá giờ. Anh nói trực tiếp với nó đi chứ. Anh xúc động quá, anh không quay đi không được. Anh phải nói về, anh phải nói trực tiếp. Tớ nói vậy là nó hiểu ngay rồi, năm ông là nó nhìn, nó nhìn mặt tớ là nó biết rồi. Không, anh nhìn mặt tớ là nó biết rồi. Cứ anh cứ quay lại anh nói trực tiếp với nó để cho nó hiểu. Rồi xúc động đi, anh cứ xúc động đi. Nó nhìn mình. Không, em tư vấn anh đi rồi anh cứ xúc động đi, anh nói với nó để nó hiểu để nó.
nó có một cái ấy. Nó nhớ được rồi, chở nó tới sau chúng rồi sao. Cái gì cái là thầy từ từ nha, mình dồi nhiều quá. Con hoang mà nó dồi nhiều quá đâu có chịu. Dạ thưa Công Trần, xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay Công Trần này cùng với anh em Huy Hùng và Lục Trang và cùng gia đình cô chú đã giải cứu được cho em Thọ. Hiện nay đã thành công và đang trên đường rời ra về vùng Bà Rịa Vũng Tàu các bạn. Thì chuyến đi này cũng vô cùng phức tạp vì Thọ hiện nay nếu đi máy bay thì nó không thuận tiện, vì vậy là buộc lòng gia đình phải cho Thọ để đi bằng ô tô. Vì vậy vận chuyển bằng đường ô tô là vẫn là đi mất khoảng 48 đến 50 tiếng các bạn, khoảng trên 40 tiếng đến 50 tiếng, đi rất lâu vì đường xa mà vất vả, vừa đi vừa dừng và phải nghỉ các bạn. Vì vậy hôm nay Công Trần đã quay lại tất cả những cái cảnh cảnh này để cho tất cả cô chú anh chị được biết ở những hình ảnh này thực tế nhất. Họ hiện nay rất khỏe mạnh, ăn uống được, ăn cơm được, uống cà phê được các bạn. Và hiện nay là toàn bộ gia đình rất vui vẻ. Và hiện nay là ba thỏ hiện nay cũng đang nói chuyện đây này. Ba thỏ hiện nay cũng đang nói chuyện với thỏ và anh trai cũng đang nói chuyện với thỏ. Và hiện nay được biết là mẹ thỏ quê nhà Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay cũng đang gọi điện về để nói chuyện để tâm sự với thỏ. Và được biết là mẹ thỏ hiện nay rất vui mừng và đang chờ. Có thể mẹ thỏ đang khóc thầm từng ngày từng giờ các bạn. Có lẽ video cũng không dài lắm nhưng mà mình chỉ quay những khúc phim tranh thủ để cho mọi người cô chú anh chị được biết, để cô chú anh chị có thể được tin tưởng hơn. Hiện nay sức khỏe của thỏ hoàn toàn bình thường các bạn nhé. Thọ hiện nay đang rất khỏe, đang ăn uống được, khỏe, đang nằm ngủ được các bạn. Dạ video hiện nay cũng không phải là dài lắm nhưng không ngắn lắm. Mình muốn quay lại những khúc trung thực nhất để cho tất cả cô chú anh chị và các bạn được xem, đón xem những cái thước phim đầu tiên của cái chuyến hành trình được từ trong Thanh Hóa các bạn, để đang trên đường vượt trên dưới 2.000 km để trên đường vào Vũng Tàu. Và hiện nay đang đi qua cái địa phận này, hiện nay là cái địa phận của Quảng Ngãi này các bạn. Đó. Thì có lẽ video mình xin kết thúc tại đây. Mình xin hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo ạ.